Chào mừng mọi người đã trở lại với gian bếp nhỏ của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình đã vào bếp để nấu những cái món ngon để chuẩn bị một tí nữa thì bạn bè của mình đến nhà chơi đó mọi người. Thì đầu tiên đó là món gà ủ muối Madame Hoàng ha. Wow, cái món này thì mình nghiện mọi người ạ, mình rất là thích ăn luôn. Ở trong thì có lá chanh nữa nè. Thịt của cái gà này đó mọi người thì ở trong là hồng hồng như vậy, không phải sống nha. Ở trong là họ ủ muối cho nên là nó mới ngả màu hồng như vậy. Các bạn đã thưởng thức và ăn thử món này chưa? Nếu chưa thì hãy ăn thử nha, ngon lắm, ăn sẽ nghiện đó mọi người. Và món thứ hai đó là món ốc hương. Ốc hương sốt trứng muối. Wow, thơm quá thơm mọi người ơi. Hôm sau thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái cách làm nha. Hôm nay thì vội vã không chia sẻ được. Thơm quá mọi người ơi. Ốc hương gì mà con gì mà mập. Và món thứ hai đó là món chả cá Nha Trang mọi người ạ. Nói đến chả cá Nha Trang thì một món ăn rất là ngon, rất là nổi tiếng phải không ạ? À? Món này mình thèm lắm và rất là thích ăn luôn. Và tiếp đến nữa là món ốc. Ốc này gọi là ốc ốc gì ta, quên cái tên rồi. Thì ốc này, cái món này thì mình xào sẻ ớt nha mọi người. Ốc xào sẻ ớt. Và tiếp nữa là cái món thịt ba chỉ. À, món thịt ba chỉ mọi người ạ. À. Thịt ba chỉ và thịt nạc. Cái món thịt ba chỉ này với thịt nạc thì để tí nữa mình ăn với mình cuốn bánh tráng với rau sống nha mọi người. Và tiếp theo nữa là cái món tôm hấp sả. Wow, một đĩa tôm chà bá lửa luôn. Con tôm to lắm mọi người, tôm tươi nha mọi người. Và tiếp đến nữa không thể thiếu đó là bánh tráng nha. Bánh tráng Việt Nam. Và không thể thiếu đó là nước chấm nha mọi người. Đây. Ở đây là nước mắm nêm nè, ở trong này thì đường, bột ngọt, thơm, chanh, ớt, tỏi băm nha mọi người. Wow, cái chén mắm này mà chấm với thịt ba chỉ cuốn với rau sống đó mọi người, ăn thì nhức nách luôn. Và tiếp đó nữa thì ở đây là muối ớt. Muối ớt chanh để mà mình chấm với tôm hấp đó mọi người. Wow, chén muối này á cay xé lưỡi đó mọi người, mình ăn cay lắm. Và đây là mà cũng là chén muối, bạn của mình có đứa nó ăn ít cay đó mọi người cho nên là mình sẽ làm riêng cho nó một ít. Và bên đây là tỏi ớt băm để mà mình ăn thêm, bạn bè của mình nó thích ăn cay thì có thể cho thêm ha. Và ở bên này là thơm nè, thơm đã sắc ra rồi để mà cuốn với bánh tráng. Và không thể thiếu đó là rau sống mọi người ạ. Wow, đủ loại rau sống. Tất cả rau sống này là mình trồng trong vườn nhà nha mọi người. À, chỉ cần thích ăn là ra vườn hái rau xanh, rau tươi vào ăn thôi mọi người, không cần phải đi mua ha. Ở đây thì gồm có rau rau răm nè, rau húng quế, rau ngà gai, rau đồng tiền. Ở đây là rau đồng tiền nè. Và tiếp đến nữa là rau tía tô. Wow, rau tía tô. Bạn mình thì nó nghiện rau mọi người ạ. À. Cho nên mình làm hai đĩa rau chà bá lửa luôn.
Và tiếp đến nữa thì ở đây là rau hẹ nè, rau hẹ. Bên đây là rau muống. Và bên này là rau tỏi tươi trồng đó mọi người. Và bên này là salad. Đó. Và không thể thiếu một cái món chính ngày hôm nay, đó là rượu. Đó. Một chai rượu vang. Hôm nay bạn bè của mình sẽ uống rượu vang nha mọi người. Đó loại này. Ngon quá. Và tất cả những cái món ăn trên bàn để chuẩn bị cho bạn của mình đến nhà chơi. Thì bây giờ là 11 giờ rồi, chắc là bạn bè của mình cũng trên đường tới đó mọi người. Thì bây giờ cái video đây thì mình cũng xin khép lại tại đây cho mọi người nha, để cho bạn bè mình tới để mà ăn được thoải mái hơn. Quay video thì các bạn rất là ngại luôn á. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Thank you. Bye bye.